quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, khoảng 14 giờ ngày 20 tháng 9, cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống Hà Nội khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng thành sông chỉ sau 15 phút mưa lớn. Cơn mưa nặng hạt kèm theo gió mạnh khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn, tầm nhìn bị hạn chế. Đường Phùng Hưng, quận Hà Đông thành sông chỉ sau 15 phút mưa lớn. Khu vực xuất hiện nhiều điểm ngập sâu 50-70cm. Phương tiện bị bõm lội nước, di chuyển qua khu vực. Nhiều xe máy chết đuối giữa biển nước. Nước ngập sâu tràn lên vỉa hè, điểm chờ xe buýt cô lập giữa biển nước. Công nhân thoát nước ứng trực tại phố Bế Văn Đàn, quận Hà Đông ngập sau cơn mưa. Các phương tiện lội qua biển nước trên phố Nguyễn Viết Xuân, quận Hà Đông. Phố Nguyễn Thái Học, quận Hà Đông cũng ngập nước. Các lối đi trong khu đô thị Văn Quán, quận Hà Đông cũng lênh láng nước. Đường Chiến Thắng, quận Hà Đông ngập sâu, có điểm ngập đến 40cm, nước ngập qua vỉa hè trên tuyến phố này. Đường Tân Triều Mới, huyện Thanh Trì cũng ngập nước đục ngầu, nhiều điểm trên phố Triều Khúc ngập nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội ngày 20 tháng 9 nhiều mây có mưa, mưa vừa và mưa dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 đến 15 giờ, có nơi trên 100mm như Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 190,2mm, Thạch Xuân, Hà Tĩnh 149,6mm. Dự báo từ chiều tối ngày 20 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Cục bộ xảy ra mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 60mm, có nơi trên 100mm. Sau đó từ đêm ngày 22 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, Nam Sơn La, Hòa Bình trong chiều tối và đêm ngày 20 tháng 9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 60mm. Từ chiều tối ngày 21 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Đêm ngày 22 tháng 9, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Chiều ngày 20 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin cảnh báo mưa lớn, dông lốc khu vực nội thành Hà Nội. Qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh radar thời tiết cho thấy, vùng mây đối lưu đang tồn tại và phát triển trên địa phận tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đang có xu hướng di chuyển về phía nội thành Hà Nội. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo vùng mây này sẽ mưa rào và có thể có dông cho các huyện Gia Lâm, Thường Tín, sau đó sẽ lan sang các quận nội thành của Hà Nội như Long Biên, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc sét mưa đá cấp 1. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 có khu vực vẫn có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió Đông Bắc cấp 2, 3. Từ ngày 23 tháng 9 trở đi đến cuối tháng, phổ biến không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C, nhiệt độ thấp nhất ban đêm từ 24 đến 27 độ C, trời khá dịu mát. Cũng theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới, từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 9, thời tiết Bắc Bộ còn mưa lớn cục bộ kèm theo không khí lạnh yếu, sau giảm mưa, hửng nắng, tăng nhiệt. Cụ thể, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Đợt không khí lạnh được dự báo sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc từ khoảng chiều ngày 21 tháng 9, trước hết là ở Cao Bằng, Lạng Sơn,
sau đó mở rộng tới thành phố Hà Nội và các khu vực lân cận vào khoảng Chủ nhật ngày 22 tháng 9. Khi không khí lạnh mới về vào ngày 21 và 22 tháng 9, dự báo nhiều nơi ở miền Bắc, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, sẽ có mưa, một số nơi mưa to. Kèm với đó là nhiệt độ giảm khá rõ, đặc biệt là từ ngày 22 tháng 9. Thành phố Hà Nội có thể giảm 5 đến 6 độ C, nhiệt độ không khí, nhiệt độ cảm nhận chỉ xấp xỉ khoảng 30 độ C, trời mát ở miền Bắc có thể kết thúc trong cuối tuần và từ thứ Hai ngày 23 tháng 9. Phần lớn miền Bắc sẽ có thời tiết khô mát, se lạnh vào buổi sáng, ban ngày độ ẩm giảm, đúng kiểu mùa thu. Ở khu vực Trung Bộ, bão số 4 đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần, nhưng hoàn lưu bão vẫn gây ra một đợt mưa lớn cho đất liền các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Theo đó, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9, những khu vực này có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực Nam Trung Bộ, từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 9, duy trì hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to. Cũng thời kỳ này, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Cơ quan khí tượng lưu ý các khu vực trên trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cơ quan khí tượng Thủy văn dự báo trong những ngày cuối tuần, khu vực thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Bên cạnh đó, chiều cường vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai sẽ đạt đỉnh trong chiều ngày 20 tháng 9. Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 20 tháng 9 có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Nhận định về tình hình thời tiết ảnh hưởng đến khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày tới, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, hiện nay giải hội tụ nhiệt đới qua Trung Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 4. Gió mùa Tây Nam gây mưa trên khu vực Nam Bộ hoạt động mạnh. Từ ngày 21 tháng 9, gió giảm dần cường độ và hoạt động với cường độ trung bình. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam khoảng từ ngày 22 tháng 9 có xu hướng lấn Tây và có trục qua Nam Bộ. Trong hai ngày cuối tuần, ngày 21 và 22 tháng 9, nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh được dự báo sẽ có mưa với xác suất từ 65 đến 70%. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông tin, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập cục bộ vùng trũng thấp, vùng kém khả năng tiêu thoát nước. Cũng theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ qua, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn Đồng Nai tiếp tục lên nhanh theo kỳ chiều cường rằm tháng 8 và mức cao. Dự báo mực nước tại các trạm tiếp tục lên nhanh và đạt đỉnh trong ngày 20 tháng 9. Đỉnh chiều cao nhất ngày có khả năng đạt mức như sau: tại trạm An Phú sông Sài Gòn, trạm Nhà Bè sông Đồng Điền ở mức 1,6 đến 1,65 m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 là 0,05 m. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều là từ 17 đến 18 giờ chiều ngày 20 tháng 9. Trong hai ngày cuối tuần, ngày 21 và 22 tháng 9, mực nước các sông kênh rạch tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ xuống chậm, sau đó xuống nhanh hơn. Đỉnh chiều cao trên báo động 1 sẽ duy trì hết ngày 23 tháng 9. Còn tại thành phố Cần Thơ, theo Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xuất hiện mưa nhiều nơi, có nơi lượng mưa vừa đến mưa to. Bên cạnh đó, mực nước trên các sông rạch thành phố Cần Thơ tiếp tục lên nhanh và cao theo kỳ chiều cường rằm tháng 8, kết hợp với lũ thượng nguồn đổ về. Mực nước đỉnh chiều trên các sông rạch thành phố Cần Thơ còn tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9. Đỉnh chiều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu trong đợt chiều cường này có khả năng lên mức 2 đến 2,1 m, cao hơn mức báo động 3 là 0,1 m.
Đợt chiều cường này có khả năng gây ngập lụt tại nhiều khu vực của thành phố Cần Thơ, trong đó tại quận Ninh Kiều và Bình Thủy có thể ngập sâu 0,25m, tại quận Cái Răng, Ô Môn và Thốt Nốt là 0,15m.